Thưa sư, sư có thể có video nói rõ về tứ nhiếp pháp được không? Con có search Google về định nghĩa nhưng vẫn không hiểu. Sư đã có nói rồi, nhưng mà bây giờ sư không biết là ở trong cái video nào. Tứ nhiếp pháp thôi sư nói ngắn gọn thôi, tại vì cái thời lượng chương trình nó không cho phép. Là cái gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí thì dễ rồi ha. Ái ngữ là mình dùng lời nói trong tâm từ. Lợi hành á, là điều gì có lợi thì mình làm cho người khác. Mà điều có lợi ở đây á, là mình giúp cho người ta có giới nè, giúp người ta biết bố thí nè, giúp người ta có chánh kiến nè, giúp cho người ta thậm chí là chứng đắc đạo và quả, thì đó là lợi hành. Đồng sự, đồng sự được nói ở trong tứ nhiếp pháp á, là mình có giới, mình cũng giúp cho người ta có giới, mình có kiến, mình cũng giúp người ta có kiến. Mình chứng sơ quả cũng giúp người ta chứng sơ quả. Mình chứng nhị quả cũng giúp người ta chứng nhị quả. Mình chứng tam quả cũng giúp người ta chứng tam quả. Mình chứng tứ quả cũng giúp người ta chứng tứ quả. Thì đó là đồng sự.